cái diễn mà mình dễ đi đó, nó lại đau lưng mà nó không đau cái chân nó không đau chân, mọi người thấy không? Đây nè, rồi đi vô đây, đi qua kia nữa. Bây giờ tôi muốn đi cho chị thấy, để rồi chị sẽ không còn hình dáng này nữa. Sợ không? Đó, đi vậy đó. Em không dám đứng bên tre, ở bên tre đâu. Đang có tại thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, đi đó, đi lùm cục lại về đây chứ. Đấy, cho nó... bên tre, ở bên tre đâu. Đang có tại thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, đi đó, đi lùm cục lại về đây chứ. Đấy, cho nó... đó, rồi. Đi cái đó là dễ chịu, nhưng mà nó nghe đau cái lưng đúng không? Nó không, cũng không dễ, đi chừng vài bước chứ mà đi như thế này là nó lại cũng đau lại. Đau lại, à rồi, cứ đi đi, kệ đó. Để con mình làm kiểu, đi sau này không còn nữa. Mà đi. Trời ơi, thằng Hồ Chí Minh về tưởng ở Bến Tre. Rồi, nói đi, tên gì? Dạ, thưa thầy với chị ở đây là tên là Nguyễn Thị Minh Phượng. Rồi, ở Sài Gòn lại chỗ nào? Dạ, ở quận 9. Quận 9, dạ. À, quận 9 là quận phải qua khỏi cầu Sài Gòn. Dạ, nghe rồi. Chỗ suốt luôn á. Con trên YouTube đó, cái gì thì bác đưa ra cứ tập tập tập, trúng thì trúng hay không thì cũng cứ tập. Tại vì cũng chuẩn bị tinh thần là xuống sẽ bắt bác như thế này là sợ đau á. Dạ, cũng tập lắm. Rồi, xích ra đây chút xíu. Đây là đó, chỉ cái ảnh nhắc nhắc ha. Để vô đây. Ghê quá. Để bảo vệ cái chỗ xương các bạn. Lấy đi tách đi. Nghe nó ra đâu mà cả chục đốt xương luôn mấy cô với thầy thì ôi dễ sợ luôn á. Bây giờ nằm yên đi ha. Dạ. Bây giờ nhóm lưng. Rồi, cô nhớ ngủ bồi tâm tinh nha. Ngủ bồi tâm tinh mai lớp thì được. Bây giờ tôi hỏi thiệt cô nha. Dạ. Bây giờ tôi bấm cho cô xong cái này, cô có tự tin là cô chạy được không? Dạ tin thầy. Tại vì họ nãy đều được đó thầy. Mọi người thấy nghe chữ tự tin ha. Tự tin là hết. Đấy, cái đó quan trọng là tự tin. Tại vì cô này cô tin là thầy làm cho cổ được. Dạ. Chứ còn thiệt ra không phải tại thầy mà tại cổ tin cổ. Rồi, con chạy được, con nghe đâu, con còn nghe đâu. Không, cứ chạy tới coi. Con thầy đừng lo, ừ, ở. Ừ. 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 Ừ.
Ok. Giờ chịu khó về trường đá, nhưng mà tôi vẫn dặn mọi người gì biết không? Nhìn ăn khóc không khí trường đá cho kỹ lưỡng giùm tôi. Thì mọi người coi bây giờ đến thứ 6 cô này cô sẽ chạy đi đứng bình thường. Đi okay. Đẹp, rất đẹp luôn. Rồi, ngồi lên đây, ấp để cho nó yên. Rồi khi mà mình dặn á, thì nó... Rồi, quay lại. Đi tè tè. Đi tè tè. Không còn tiền muộn nữa. Hồi nãy là riêng cái đau cũ thôi, không có gì. Hồi nãy là vô nữa. Bây giờ, rồi, bây giờ chạy được rồi. Bây giờ có hết thảy rồi. À! Thầy khó rồi thầy ơi. Thầy khó rồi. 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 Chạy đi. Rồi. Chạy đi, cứ chạy nhanh đi. Chạy nhanh đi. Rồi, 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 rồi. Đi đi. Trời ơi, dữ quá rồi. Mừng lắm chị. Cảm ơn thầy, cảm ơn cô. Hốt đi anh em, chùm gam nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133 635, Hà Nội 0326 811 258. Để có trong tay đá chườm gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.